Trừ có 18 e đấy, x là kim loại hay phi kim, x trừ có 18 e, z bằng 19 là loại phi kim. Có hai câu ấy, ai làm câu z bằng 19 trước? À, mời mi nào, em lên bảng nào. Ờ thôi rồi em đọc cũng được. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 1S1. Ờ đúng rồi, mấy em lúc cuối cùng? 1 đúng rồi, chỉ là kim loại cái này dễ đúng không? Rồi. Ở dưới là làm đúng cái này. Ok, này mỗi người thì cộng 1 điểm, mi cộng 2 điểm. Thế còn cái dưới đi, các em làm cái dưới. À, mời Đạt, Đạt đến bảng nào. Thầy chỉ ưu tiên mỗi bạn mi thôi, bạn nào mà không lên bảng là thầy sẽ không không cộng. Thì bạn là con gái ưu tiên bạn tí, nhưng mà chỉ một lần thôi nhá. Con gái nó hay nhõng nhẽo ưu tiên tí. Rồi em về chỗ nào. À, x trừ có cấu hình x trừ có 18 e, hỏi tên loại phi kim bạn làm như này. À, nhận xét nhá. Vừa đấy thầy mời Long rồi, giờ mời Đức Anh. À mời Nam rồi, giờ mời Đức Anh. Rồi. Đúng rồi, thầy dạy rồi đúng không? X trừ có 18 e, vậy x là phải ít hơn x trừ 1 e. Vậy suy ra x chỉ còn bao nhiêu e thôi? 17 thôi, đạt hiểu chưa? X trừ là có 18 e, vậy thì x là phải ít hơn x trừ 1 e, vậy chỉ còn 17. 17 thì ta viết làm sao cho đủ 17 là được? 2, 4, 6. 2, 4, 6 là 10, 12, 17 còn bao nhiêu đây thôi? 5 thôi. Vậy cái này không có. Vậy đếm lại xem nó ngoài cùng bao nhiêu e đây? 7. 7 e ngoài cùng. Vậy thì nó phải là gì? À, phi kim đúng không? Đấy, kết quả là phi kim. À, dưới ai làm đúng cái này? À. Đâu thầy xem. Ừ. Đâu? Ừ, tốt. Thế thì Hưng có làm đúng này không? Chưa hả? À, rồi thầy cộng điểm nhá. Bạn Đức Anh để cộng 2 điểm. Bạn Hưng chưa? Đạt chưa? Long 1, Trung 1. Đấy, Nam cũng 1. Thế còn là My cũng chưa hả? My chưa ra hả? Ok, thế thì bây giờ chúng ta chuyển sang tài liệu của thầy. Cái phần B bảng tuần hoàn là các em sẽ học của buổi sau. Bây giờ các em sẽ chuyển sang tài liệu hôm nay phát cho các em ấy. Đúng rồi, cái tập mà trắc nghiệm ấy, có rất nhiều bài tập ấy. Bạn nào không cầm giơ tay nào. À, không cầm cái tập tài liệu này giơ tay để thầy trừ điểm nào. Cái tập này cơ mà. À, có rồi, Đạt có chưa? À, tốt. Bây giờ các em làm cho thầy bài tập. Dạng 4. Dạng 4, trang 4.
Dạng 4 trang 4 câu 39. Câu đầu tiên. Luyện tập dạng 4 đó là tìm tên nguyên tố viết cấu hình E của nguyên tử, đặc điểm ấy trông của lớp phân lớp, tìm tên nguyên tố viết cấu hình vân vân. Thì chúng ta làm câu trang 4 nhá, trong tài liệu. Tài liệu của thầy. Ô, nguyên tố SPDF hôm trước thầy dạy rồi thầy. E cuối cùng điền ở phân lớp gì thì nó là nguyên tố đó, dạy chưa? Câu 39. Hãy viết cấu hình atom nguyên tử của nguyên tố sau, cho biết là kim loại hay phi kim, nguyên tố khí hiếm, nguyên tố nào là khí hiếm, vì sao, cho biết nguyên tố nào thuộc nguyên tố SPDF, vì sao. Bây giờ thầy làm mẫu một câu nhá. 26 là carbon là 6. Cái câu hình trước là 1S2, 2S2, 2P2. Các em trả lời một số câu hỏi này. Thứ nhất đó là kim loại hay phi kim nào? Mấy em nó cuối cùng đây? 4. Hoặc là kim loại hoặc phi kim. Nhưng mà riêng trường hợp này carbon thì là gì? Là phi kim, đúng rồi. Carbon silic là phi kim, thế còn zirconium tức trì là kim loại. Nhưng mà thông thường ấy, trong chương trình các em học, chương trình phổ thông thì người ta chỉ hỏi đến carbon silic thôi, ít khi hỏi zirconium tức trì lắm. Nên là các em gặp 4 thì các em làm luôn là phi kim. Đấy, hiểu chưa? Bởi vì là các nguyên tố lớn người ta ít khi người ta hỏi lắm, vì nó phức tạp. Ok, tiếp theo. Người ta hỏi thêm nữa là nguyên tố S hay là P? Ờ đúng rồi, nguyên tố P. Thế là xong. Thế là giải thích vì sao? Thì các em hai chấm ra. Phi kim là vì nhỉ? 4E. Đấy. Nguyên tố P vì sao? Vì 2P2. Đấy. Có nghĩa là E cuối cùng nó cư trú ở phân lớp P. Các em cần viết tắt thế này người ta hiểu rồi. 2P2. Hoặc nếu mà viết đủ hơn nữa là E cuối cùng cư trú ở phân lớp P. Đủ hơn. E cuối cùng ở phân lớp P. Có nghĩa là muốn biết nguyên tố gì thì chỉ cần nhìn vào cái phân lớp cuối cùng. Nhưng muốn biết nó thuộc kim loại phi kim thì phải cộng tất cả E thuộc lớp ngoài cùng. Cộng. Thế còn riêng nguyên tố gì, S hay nguyên tố P, chỉ việc là xem cái phân lớp cuối cùng thôi, không cần cộng. Em hiểu chưa? Bây giờ thầy sẽ mời làm một con nữa, xong thì về nhà các em sẽ làm. Thầy sẽ làm con CU, con to nhất đi. Ai giơ tay? Mời Long à. Đúng rồi, các em vừa học cấu hình của nó xong đúng không? Đừng nhầm nữa nhá, bạn nào nhầm là 4S2 lại là hỏng ấy. Trả lời câu hỏi nào. Đây đúng không? 1E nó ngoài cùng. 1E ngoài cùng, chính xác. Nguyên tố S. Nguyên tố S giải thích là vì 1E1. Rồi, em cùng phân lớp S. Bây giờ ai có thể nhận xét?
Thầy bảo nhận xét nghĩa là có cái để nói, đúng không? Ai nhận xét nào? Mời Nam. CU là khí hiếm, CU là kim loại thì đúng rồi, khí hiếm cái gì? Đồng, đồng là kim loại, đồng này, đồng là dây để làm dây điện nên nó bằng kim loại. Lý do vì sao em nghĩ là khí hiếm? Em nhầm đúng không? Đồng là kim loại, rõ ràng là đồng là kim loại, là dây dẫn bằng điện, là dẫn điện đúng không? Rõ rồi, em nào. Ờ đấy, cái này mà thầy mới cần thế này. Thủ nguyên tố D. Vì sao thủ nguyên tố D? Bởi vì thầy ba nhân 10 nó đầy 4s thì nó kem nó định nghĩa này. E cuối cùng cư trú ở phân lớp gì thì là nguyên tố đó. Kem hình dung ra là bình thường là 4s2 và 3d9 đúng không? Đấy, xong rồi nó kéo một e từ bên ngoài vào bên trong. Vậy thì e cuối cùng nó vẫn ở đâu? Đấy, e cuối cùng là cái e mà nó kéo vào ấy. Thì nó đang đứng ở đâu nhỉ? Nó đang đứng ở D10 này. Đấy. Vậy thì nó phải là nguyên tố gì? Nguyên tố D. Không phải là cứ nhìn bên ngoài cùng đâu nhá. Đấy, phải hiểu bản chất là e cuối cùng. Đấy, thuộc vào phân lớp D. Phân lớp 3D. Đấy, chính là 3D10. Trong 10 e này thì có một e là e cuối cùng, chính là e nó thu vào ấy. Cộng điểm nhá. Bạn Đức Anh thì cộng 2 điểm. Rồi, thế còn bạn Long thì cộng 1 điểm. Đâu, câu này là câu ấy, câu khó, thầy đồng ý là câu khó đấy. Bài tập về nhà cho các em. Bài tập về nhà cho các em. Làm hết dạng 4. Làm hết dạng 4. Thế còn những cái dạng trước thì thầy sẽ cho quay lại sau. Làm hết dạng 4 nhá. Thực ra thì tất cả các bài tập chúng ta làm hết rồi, nhưng mà thầy gọi là tối thiểu là hết dạng 4. Thế còn thầy khuyến khích thêm, những bạn nào làm được thêm thì sẽ có thêm điểm. Làm hết tất cả tài liệu này. Chỉ có cái chuyên đề 2 thôi. Chuyên đề 2 là bảng tuần hoàn. Và điều tuần hoàn thì các em chưa học thì thầy chưa nói. Thế còn chuyên đề 1 là các em làm hết rồi đấy. Thì các em đầu tư thời gian các em làm được. Càng nhiều thì sẽ có nhiều điểm cộng. Thầy không ép. Nhưng mà riêng chuyên đề, riêng cái phần 4 đấy. À, riêng cái dạng 4 là thì các em cố gắng làm hết cho thầy nhé.